Sáng nay những đức chia sẻ công đoạn này nè. Rồi có mấy công đoạn mà bà cụ bà mớ mắt mà bên đạo tràng niệm Phật bên kia. Có nghĩa là từ khi mà dùng cái từ khóa tu này và bấm số niệm Phật mà tối ghi quý vị, trong một năm nay các cụ mắt có rất nhiều cái quá đặc biệt quý vị. Trời ơi, một bà cụ cư sĩ mà bà cụ này thì cái hành động bà cụ này thì đặc biệt là bà này rất hiền quý vị. Bệnh đau nhưng không có than thở. Bà rất là nghe lời những đức sắp sao bà nghe vậy. Bà cụ mới mất mà mới đưa đi thiêu đây nè quý vị. Trời ơi quý vị biết rằng là trong kinh Du Lan Phật dạy mà, đàn ông xương trắng nặng vần, đàn bà xương nhẹ, đen thâm dễ nhìn. Nhưng mà đúng là quá hy hữu quý vị. Quá hy hữu. Có nghĩa là khi đưa bà đi thiêu xong quý vị về, có nghĩa là mình không tưởng tượng được. Đúng là cái công đức niệm Phật cho mình một cái lòng tin vô cùng là mãnh liệt. Khi thấy những cái bà cụ trong chùa mình mới bả mắt mà lưu lại xá lợi như bà cụ này lưu mấy trăm viên quý vị. Có nghĩa là nó đủ màu hết chứ quý vị. Rồi những cái đốt xương tay của bà quý vị, năm cái ngón tay, năm đốt xương quý vị, là nó để lên năm đốt xương tay đó, dài 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 gì nè. Bữa nay những đoạn này nói chuyện những đức có kép vào cho quý vị coi. Có nghĩa là mình cũng không khoái nói danh lợi gì, tại vì quý vị biết những đức không cầu chỗ này đâu. Nhưng mà cho quý vị thấy rằng cái công đức niệm Phật này lớn quá. Hồi tối những đức nói vui vui với đại chúng, những đức nói một câu: bây giờ chúng ta dụng công tu xong ra ngoài bấm số, bây giờ các cụ thiện hiện để lên năm cái đốt xương tay để cho cái mọi người tính tâm bấm số niệm Phật. Mà những đức thấy hay vô cùng. Cái thời đại hôm nay con người ta cầm điện thoại bấm tối ngày, bây giờ chúng ta phát triển chiếc máy bấm số. Nếu như bấm số niệm Phật là tay nào bấm điện thoại. Bây giờ bà cụ này bà thì hiện mới để lại năm đốt xương tay để quý vị thấy. Còn những viên xá lợi thôi, đủ màu sắc quý vị. Có nghĩa là đủ màu sắc hết, hồng, đỏ, tím, vàng, nó nghĩa là nó đầy đủ hết mà nó thôi nó quá nhiều quý vị ơi. Gì đâu mà một vị cư sĩ, một bà cụ già niệm Phật bình thường thôi. Rõ ràng nó kết hợp quý vị, bây giờ mình càng ngồi ngẫm nghĩ mình suy nghĩ. Lúc trước cái đạo tràng những đức coi, ngày xưa những đức mới đi tu, một ngày tu 12 tiếng. Mà các cụ mà bước vào chánh điện, các cụ tu là các cụ tụng hồi kinh là các cụ đi một hàng ra, ngăn chặn cỡ nào cũng không được. Xong các cụ đi vòng vòng câu giờ. Vì sao? Vì cái thời khóa dài tu không nổi. Rồi mấy bà già bà tu ra, bà tranh thủ bà đi giặt đồ, bà lúp xúp bà chạy lăng xăng. Xong bà về bà ịt ngang, bà nằm bà nghỉ, bà không còn cái cảm giác niệm Phật nữa. Dù là tu nhiều nhưng mà nó không có kết quả và nó không có giải quyết cái vấn đề mà nhìn thấu buông xuống quý vị. Còn bây giờ trong chùa mình thờ khóa tu, một ngày tu, mỗi thờ khóa tu rất ít, tu nhiều. Mà các cụ rất là thèm tu, những đức không do lên chánh điện trước luôn. Còn bằng đêm là cấm tuyệt đối không cho ai tu thêm. Vì sao? Những đức có kinh nghiệm rồi. Không phải tu thêm mà hay, mà là tu làm sao mà thèm tu. Giống như một món ăn mình thèm, mình ăn lâu dài quý vị. Kinh nghiệm. Ấn Tổ ngài nói một câu: ngài đi nhiều nơi nhiều chỗ, thấy có nhiều vị sự dỗ ngực xưng tên, cho rằng mình hiểu biết rộng trong Phật pháp, thông tông thông giáo. Nhưng đến khi cận tử nghiệp chết đi thì tay chân cuống cuồng, miệng gọi cha kêu mẹ, thọ tướng chết xấu không đẹp, thua một bà già lão, niệm Phật chưa đủ tín nguyện. Chưa đủ tín nguyện đó. Một người dỗ ngực xưng tên cho rằng mình thông tông thông giáo, nghe rộng hiểu nhiều trong Phật pháp, không niệm Phật, mà khi cái chết đến còn thua một bà già niệm Phật, chưa đủ tín nguyện. Ấn Tổ ngài nói gì đó quý vị? Rõ ràng luôn, một bà già bình thường thôi mà thù thắng gì đó. Nó sáng nay quý vị coi những công đoạn này gọi vị thấy này. Chắc chắn những đức nói rằng quý vị nếu có thiện căn, vị sẽ phát tín tâm. Trước ngôi Tam Bảo 100% những đức không bao giờ cầu danh cầu lợi đối với quý vị. Không quan trọng chỗ này.
Nhân Đức đã từng nói một câu: một mình dễ đi hơn. Nhân Đức không cần mấy vị khen đâu, Nhân Đức cũng không quan trọng mấy vị chạy theo Nhân Đức làm gì. Nhưng mà Nhân Đức thấy rõ ràng có một tịnh độ này thù thắng, có Phật hiệu này quá tuyệt vời. Có nghĩa là mình quá đủ phước duyên, mình mới gặp ngay pháp môn tịnh độ này quý vị. Quá đủ phước duyên mới gặp tịnh độ mà tin. Gặp tịnh độ mà tin. Người gặp tịnh độ mà không tin, người này họ thiếu phước duyên quý vị. Thiếu phước thiếu duyên. Như cái bà mà người xưng chù du lên hết, đau đớn cỡ nào cỡ, nói đưa đi bác sĩ với nó không, con muốn ở nhà niệm Phật, muốn cầu giảng sanh. Thù thắng như vậy quý vị à, quá tuyệt vời. Nên những công đoạn này những Đức nói có thể mãi mãi về sau nhiều người được nghe luôn, rất là nhiều người được nghe. Mà những cái công đoạn mà những cái hình ảnh mà lưu sách lợi của bà cụ này quý vị, coi càng tính tâm, nhiều người coi được tính tâm, từng đợt người coi được tính tâm mới thấy được cái gì. Đừng bao giờ xem thường cái cụ già niệm Phật quý vị à. Đừng bao giờ xem thường nói rằng người ta ít học, dốt nát niệm Phật, quý vị không để ý đến, coi chừng mình sai lầm rồi đó. Người thành tựu con đường giảng sanh là người phần nhiều là không có danh tiếng quý vị, không có danh tiếng đó. Người có danh tiếng khó giảng sanh đó quý vị. Khó giảng sanh đó. Thêm cái nữa là tạo nhiều nhưng mà luôn luôn đặt vấn đề về cái công sức của mình mà không buông được đó. Thí dụ như bây giờ quý vị cắt một căn nhà thiệt to, quý vị rất cực để cắt được căn nhà. Nhưng quý vị là người tu, nếu không buông được cái tình chấp của cái cực này cắt được căn nhà thì quý vị thua rồi đó. Thua rồi đó. Nếu nói rằng căn nhà này lúc trước rất khó khăn, cực lắm luôn mới được căn nhà này, mà thiệt, cực thiệt. Bây giờ giao cho ai nó phải kỹ lưỡng, bây giờ phải khảo đảo thử thách đủ chuyện mới giao được. Cái tâm nó dính mắc căn nhà này, có khi nó chết xong nó làm ma giữ nhà này luôn, sao giảng sanh. Còn cái người ta không có danh, không có tiếng tâm gì hết, không có tiền bạc gì, thì quý vị coi người ta chỉ có mục tiêu là niệm Phật cầu sanh cực lạc thôi. Cỡ nào chăng nữa người ta cũng nhẹ cái người dính mắc kia. Nên thành tựu lớn như vậy, nên đừng nên xem thường những người cư sĩ không biết chữ, không có học hành gì, không nghe Phật pháp nhiều. Quý vị nói rằng sao thành tựu được, không biết cái gì chứ. Quý vị nhớ nghe, thờ chánh pháp thì trì giới thành tựu, là thờ chánh pháp trì giới, đa dạng pháp để trì được cái giới thanh tịnh thành tựu chứng quả là hạn. Thờ tưởng pháp thiền định, thiền định tâm thanh tịnh, không bị cái cảnh trần buộc ràng, không có bị tài sắc danh thực thì buộc ràng, thì đây là thiền định. Thiền định là không bị nhiễm, đây cũng gọi là trì giới luôn. Nhưng trong thờ mạt pháp thì Đức Phật nêu lên niệm Phật thành tựu. Một câu Phật hiệu này, A là Vô Di Đà là lượng, Phật là giác. Câu Phật hiệu này chân thật niệm, niệm đối với khỏi trần này không buộc ràng được mình, chúng ta không bị nhiễm ô với nó, đối với tài sắc danh thực thì tức khắc đây cũng gọi là trì giới và thiền định. Nhưng trong thời mạt pháp thì khả năng chúng ta chỉ cần có một câu Phật hiệu niệm đến cùng. Nên pháp môn tịnh độ này quá đặc biệt. Nó có những cụ người ta ở ngoài đời, người ta vô tu chưa bao lâu nhưng mà người ta ra đi nó đặc biệt gì đâu chứ. Quý vị biết rằng hôm qua mà đưa bà cụ kia lên đài quả táng, quý vị, trời ơi, xong rồi coi bà lưu lại những cái duyên xá lợi to đẹp vô cùng. Mà từ lúc trước tới bây giờ quý vị biết rằng là bà cụ này là để lại nhiều nhất luôn quý vị à. Mà bà cụ này vô chùa tu mới có 5 tháng, mà bà ở nhà là bà cầm chiếc máy những đức bà nghe suốt một khoảng thời gian gần 2 năm. Thì quý vị biết rằng cái hành trì vô cùng là quan trọng. Những đức thấy đặc biệt, bà là một người rất dễ tính. Những đức nhắc hoài chỗ này cho quý vị để ý nghe. Mình là người tu hành phải dễ tính nghe quý vị. Nó đừng có gây gắt mà từng chút đặt vấn đề khó khăn. Nếu người này tu hành mà gây gắt đặt vấn đề từng chút khó khăn là người này chắc chắn rằng là tu hành nó không phù hợp vào cái việc mà niệm Phật này nhân thành Phật là quả đâu quý vị à. Không phù hợp đâu. Đó, những đứa thấy rõ ràng là bà cụ này bà rất dễ tính. Mà người dễ tính vì khỏi cần nói đi chăng nữa, người ta gặp người ta cũng biết nữa.
con của bà chăm bà, bà dễ chịu vô cùng luôn. Thì cái ra đi của bà rất đặc biệt quý vị. Họ lưu lại nhiều viên mà gọi là xá lợi, nó kết lại mà viên tròn to như vậy, mà ống ánh trong suốt. Bởi vì ăn tổ ngài nói rõ ràng quý vị ơi, dù là một người này thông tông thông giáo, nghĩ rằng mình là người hiểu biết nhiều, xem tịnh độ bình thường, họ nghĩ rằng họ làm được chuyện cao xa là học rộng hiểu nhiều. Ấn Tổ ngài nói những người này khi chết đi miệng kêu cha gọi mẹ, tay chân cuống cuồng, còn thua một bà già niệm Phật bình thường mỗi ngày chưa đủ tín nguyện. Rõ ràng luôn, cái này là xác thực 100% luôn. Một bà cụ già bình thường mỗi ngày niệm Phật thôi, không có hiểu biết gì nhiều hết, như vậy mà ra đi là chính mắt những đức thấy luôn nè quý vị. Chính mắt thấy rõ ràng luôn. Rồi ra đi nhẹ nhàng tự tại, mà quý vị biết rằng là khi yếu yếu gần mắt vậy mà người ta đưa thẳng vô phòng hộ niệm nằm trước rồi. Hai ngày sau thì ra đi trong phòng hộ niệm, được đại chúng người ta bao xung quanh, người ta niệm Phật cho bà cụ. Rồi nhân viên này không đơn giản chút nào quý vị ơi. Rồi chính những đức thấy có những người tu bao nhiêu chục năm luôn, làm những cái việc Phật sự nhìn thấy lớn lao vô cùng, mà ít bao giờ niệm Phật. Vậy mà cuối cuộc đời là không có được như vậy đâu quý vị à. Không có được như vậy đâu à. Cuối cuộc đời là đi vô bệnh viện nè, hoặc là chết giữa đường nè, rồi đem về chùa thì không được đệ tử hộ niệm gì hết nè. Vì sao? Vì cái nhân lúc còn sống đâu có niệm Phật. Cái nhân lúc còn sống làm những cái việc thế gian thôi, rồi có khi hưởng hết phước rồi. Chứ họ mỗi ngày họ đâu có niệm Phật là nhân thành Phật là quả đâu quý vị. Họ đâu có phát nguyện cầu sanh cực lạc, họ đâu có niệm Phật, họ đâu có hướng dẫn người ta niệm Phật, họ đâu có sắp xếp hộ niệm cho người ta, họ đâu có hỗ trợ người ta cái cặn tử nghiệp. Như vậy thì cái nhân cái quả nhất định rất tương đồng quý vị à. Họ đã gieo nhân làm sao họ gặt cái quả vậy à. Dù là tu 40-50 năm, nhưng quý vị gieo nhân làm sao quý vị gặt quả vậy à. Phải nhớ đó. Thí dụ như mình mỗi ngày mình hướng dẫn người ta niệm Phật, mình sắp xếp cho người ta hộ niệm, mình lo lắng cho người ta cặn tử nghiệp, thì cái nhân mình đã gieo gì thì cái quả cuối cuộc đời của mình là người ta tập trung, người ta hộ niệm cho mình, mà người ta hộ niệm nhiệt tình nữa chứ. Mà phải nhớ quý vị, quý vị gặp người ta cặn tử nghiệp mình hộ niệm cho người ta, nhưng mình phải chân thật là lúc bình thường mình thường dụng công niệm Phật, mình thường nhìn thấu buông xuống, dù làm việc thiện mình không chấp việc thiện, giúp đỡ người không cầu cảm ơn gì hết, mỗi ngày niệm Phật, bất cứ làm việc thiện gì cũng hồi hướng cầu sanh cực lạc, chứ không phải là nghe nói gì rồi lao đi tối ngày không lo dụng công gì hết. Không phải, mà chính mình phải dụng công nhìn thấu buông xuống. Nhớ, buông xuống thiện, buông xuống ác luôn. Thiện cũng buông xuống mà ác cũng buông xuống luôn. Chỉ chúng ta là chân thật làm những điều tốt khi đủ duyên, nhưng không bao giờ dính mắc. Nhớ cái câu không dính mắc có nghĩa là đã làm điều tốt rồi mà người ta không cảm ơn, người ta phỉ báng mình, mình cũng vô cùng hoan hỷ. Đây gọi là buông xuống thiện luôn. Nhớ đó. Rồi sáng này quý chú quý cô khi bà cụ cách nay 4-5 ngày đưa lên đài hỏa táng xong, khi ngồi lựa cái hũ cốt của cụ, đúng là mình thấy những hàng cư sĩ mình thấy rất bình thường đó quý vị. Chỉ có một câu Phật hiệu niệm, không có hiểu biết gì nhiều, từ tín nguyện mà niệm Phật. Bà cụ mà mới đi thiêu đây mà đi thiêu trước. Bà cụ diệu chăm vậy đó. Diệu chăm lựa mà những viên xá lợi bà cụ lưu lại vậy. Nghĩa là trắng phao như là hoa tiết, như giống như những viên mà kim cương ấy. Ở những đức đó, công nhận các cụ của mình, bà chị niệm Phật
một câu Phật hiệu niệm thôi quý vị. Bởi vì lời của Ấn Tổ nghe nói rằng là có những bậc mà vỗ ngực xưng tên cho rằng mình thông tông thông giáo, nghe rộng hiểu nhiều, nhưng cuối cùng khi chết thì tay chân cuốn cuồng, miệng gọi cha kêu mẹ, nó lại không đạt, thua một lão già, niệm Phật chưa đủ tín nguyện. Rất rõ ràng. Chính bà cụ mà những đức nói mấy buổi trước, những đức nói rằng là khi vô mà thăm bà cụ nói chuyện, bà cụ tỉnh veo, tỉnh thiệt tỉnh, không thể nào suy nghĩ rằng mà bà cụ bà ra đi nhanh vậy. Vừa thăm xong mấy chục phút bà đi, bà cụ đó khi thiêu xong, sáng nay khi kiểm tra cái hũ cốt của bà cụ, bà lưu lại xá lợi rất nhiều quý vị. Đúng là đây là một cái bất khả tư nghì mà chúng ta càng có lòng tin với môn tịnh độ đặc biệt thiệt. Công đoạn này những đức nói lên, có mấy chú ông có quay lại ông đưa cho vị coi, và chính những đức coi, những đức đúng là phát một cái tính tâm. Những đức nói ôi quá đặc biệt, vì nhớ không phải ai cũng được gì đó quý vị à. Cả những người dù là quý vị biết họ tu nhiều chục năm đi chăng nữa, có khi cũng không được. Không được. Nhưng mà người chỉ cần chuyên nhất niệm Phật như bà cụ này, nghe gia đình nói là bà cũng biết pháp môn tịnh độ, tính ra cũng 20 năm niệm Phật. Cư sĩ bình thường thôi, rất bình thường. Khi mà bà bệnh, con cái muốn đưa vô bệnh viện mà bà còn khỏe lắm, bà nói thôi được rồi, các con hãy để cho mẹ trong chùa mẹ niệm Phật. Mẹ chỉ muốn niệm Phật thôi. Mẹ nghe ông thầy Đức ông dạy niệm Phật, ông nói rõ ràng, nói mỗi ngày, mẹ tin thọ mạng đến sẽ đi, mẹ muốn một đời này phải về thế giới cực lạc mới được. Cái tâm bà mong muốn như vậy, con của bà cũng hiếu thảo vậy, để cho mẹ trong chùa. Mà bà đến chùa mình chỉ là cộng tu đó quý vị, cộng tu mà cộng tu lâu dài, cộng tu lâu dài mà duyên thù thắng gì đấy vậy. Ôi những duyên xá lợi của bà thôi nó trong suốt vậy, ôi nó đẹp lóng lánh, mà có những duyên mà nó như là hình của một cái trái tim đẹp vô cùng mà trong suốt cũng như pha lê luôn. Có nghĩa là rất đẹp, rất đẹp. Nên nhiều vị mà coi những công đoạn này quý vị, một câu Phật hiệu này nếu mình siêng năng mà niệm thì lợi ích biết bao nhiêu mà nói. Nên có người thỉnh hỏi Ấn Tổ một câu, bây giờ niệm Phật mà muốn đạt đến công phu thành phiến hoặc nhất tâm thì phải niệm như thế nào? Thì Ấn Tổ nghe nói, từ phát lên tín nguyện mà niệm có Phật hiệu, tín nguyện kiên cố mà niệm. Muốn công phu gì thì cũng đi từ tín nguyện mà bước vào, thấy không? Từ tín nguyện mà bước vào. Khi nghe công đoạn này rồi mình nói đúng rồi, quá thù thắng. Độ cả gia đình 50-60 người đến dự cái đám bà cụ, xong bây giờ lưu lại xá lợi nhiều như vậy, thì suy nghĩ bao nhiêu con người phát lòng tin. Chỉ có một câu Phật hiệu mà đặc biệt như vậy, bao nhiêu con người phát lòng tin. Chính những đức mà coi cái những đức, trong lòng mình tán thán bà cụ hết lời, đặc biệt quá. Dù những người tu mấy chục năm chưa chắc bằng, có những người tiếng tâm lừng lẫy cũng không bằng, làm việc thế gian nổi tiếng vô cùng, thuyết pháp thao thao bất tuyệt có khi cũng không bằng luôn. Có những người phiên dịch kinh điển, làm việc đủ thứ chuyện không bằng luôn. Chỉ có một câu Phật hiệu quý vị coi, thù thắng như vậy. Nên đại lão hòa thượng chúng ta đây ngày nói một câu, cuộc đời mấy chục năm tu hành, từ xưa giờ mới thấy một cái đám một vị hòa thượng mà
đưa đi từ khi yếu mắt niệm Phật. Niệm Phật 24 tiếng đồng hồ và để thêm 2 ngày 2 đêm niệm Phật, đưa đi bằng có Phật hiệu, xuống đài hỏa táng niệm Phật tiếp tục. Cả đời hòa thượng niệm Phật được duyên như vậy. Hòa thượng mình ở đây nói mới thấy lần đầu tiên một cái đám tang của một vị hòa thượng đặc biệt như vậy. Khi mà mấy chú mà khi lựa những viên xá lợi của đại lão hòa thượng xưa ông, có một viên quý vị biết rằng là giống như là một cái trái tim quý vị. Đây là mình thấy rằng là chỉ cần chí thành niệm Phật đó là thù thắng. Còn bà cụ mà mới đây nè còn dữ dằn, niệm Phật 20 năm, niệm Phật là cư sĩ thường đến chùa mình cộng tu, mà ở cộng tu là ở lâu dài. Cuối cùng quý vị coi, cộng tu thôi nhưng mà vô chùa mình mắc chùa mình lo y rang với thường trụ luôn. Y rang thường trụ luôn. Nên người mà niệm Phật là thù thắng gì đó. Nên những đức nói cái chuyện chúng ta là phàm phu trong thờ mạt pháp này, cuối cuộc đời được hộ niệm lợi ích lắm, được hộ niệm rất quan trọng. Cái người mà không cần hộ niệm không đơn giản, chúng ta phải cần được hộ niệm. Án Tổ ngày nói con ma quyến thuộc nguy hiểm lắm, có khi nó trở ngại con đường ra đi của chúng ta, động đậy nắm tay khóc lóc. Con ma quyến thuộc này ghê lắm đó nghe, cẩn thận, phải cẩn thận. Nên những đức thường khuyên các cụ trong chùa, con ma quyến thuộc đến, nó mà nói dòng do, các cụ cứ nói thẳng với nó để cho nó tránh mình đi, để con đường giảng sanh của mình tiện lợi. Các cụ đừng có bị cái ái tình nó buộc ràng là cuối đời của chừng bị trở ngại, cuối đời bị trở ngại. Nuôi con khôn lớn bây giờ, nó nói dòng do về ái tình, trả lời thẳng với nó. Bây giờ mẹ cha nuôi con khôn lớn rồi, con cứ lo cuộc đời, cuộc sống của con đi. Còn cha mẹ không có cầu cạnh con gì, để cho cha mẹ yên niệm Phật đi con. Con nếu hiếu thảo thì thôi, con đừng bao giờ động đậy đến cha mẹ, để cha mẹ niệm Phật cầu sanh cực lạc. Tròn cái tâm nguyện của cha mẹ đó là hiếu đó con. Cứ nói thẳng, nếu cần thiết, mấy bà cụ trong chùa mà nó đến nó dòng do, nói thẳng với nó cho nó tránh vô khác luôn. Hôm qua cũng có bà cụ yếu mà, nằm trong phòng hộ niệm, cái chân, cặp chân sưng lên hết, đang nằm giống. Mấy đứa con đến, con rể rồi đến nói mẹ ơi, bây giờ mẹ về nhà để chúng con lo lắng cho. Trong khi lúc mà bình sinh nó không bao giờ xuất hiện, nhưng mà cặn lưỡi nghiệm nó đến. Bà cụ già nói thôi 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 được rồi, trời ơi tao niệm Phật trong chùa mà mày để cho tao ở đây chứ. Thằng rể kia nó nói mẹ không đi con ẩm mẹ đi. Quý thầy trong chùa nói anh làm vậy là không có đúng anh nghe, làm tầm bậy quá, hiếu mà hiếu kỳ cục ấy. Quý vị coi đúng là con ma quyến thuộc chứ, vì ghê chứ, cặn tư nghiệp nó đến đấy chứ. Nếu mình không quyết định mạnh mẽ là nó con ma quyến thuộc này ghê lắm. Nhưng mà nhờ bà cụ, bà cụ có quyết tâm nó ở trong chùa không gì. Nên tất cả mấy bà già nghe, mấy bà mới mạnh dạn, con cái mà nó nói này nói kia, nói tụi bay á nghe, mà không tròn cái tâm nguyện cho tao là tụi bay chết với tao. Dọa nó tụi bay mà làm nghịch lại là tao chết, tao là ma tao cũng không tha cho tụi bay đâu nghe không. Mà mình phải có cái tâm dịu mà mình nói, mình dọa nó để cho tụi nó tránh mình xa ra đi, để mình lo mình niệm Phật tiện lợi. Trời, phải tín nguyện, phải được hỗ trợ duyên đặc biệt, mà cái quan trọng nhất là mình phải có cái tâm tu thì tin tự mới tin tha đó. Ôi ơi mấy bà cụ trong chùa mình niệm Phật mà như năm nay những đức thấy nhiều bà cụ mình lợi ích lớn rõ ràng. Quý vị khuôn cái chỗ đặc biệt là không giữ tiền, không giữ điện thoại, không về nhà. Quý vị coi chùa đông gì đó mà Tết nhất có ai mà nói đi về nhà không? Quý vị coi có nhiều chùa chiền quý thầy quý sư cô dẫn về nhà thăm nhà. Còn ở đây là như thế nào? Khuôn hết ở trong chùa luôn, răm rắp đều ở trong chùa hết. Nên những đức thấy từ khi mà những đức khuôn cái chuyện không giữ tiền, không về nhà, không xài điện thoại, có nghĩa là không đi đâu, người nào có trách nhiệm công việc là làm việc của mình, còn tất cả các cụ, các chú, các cô đều ở trong chùa hết niệm Phật. Rõ ràng là ít lớn quý vị ơi. Mấy bà không còn cái gì để dính mắt. Nhưng bà cụ mới đưa đi thiêu nè, đến nỗi mà người phải xưng lên hết, đồ phải cho nó hết, chỉ có cái đầm bận xuống thôi. Khi mà bà mắc người phải xẹp lên hết hoàn toàn, chỉ có một bộ đồ đi mua liền bộ đồ,
cho bằng. Đồ đã không còn, không còn cái gì để chấp nhất. Vậy thì có Phật hiệu, phản xạ niệm Phật là thù thắng, đúng không? Chắc chắn là nó phát triển cái câu Phật hiệu thôi. Vì nó đâu còn cái gì để mà mình chấp nhất đâu quý vị. Nó đâu còn cái gì để chấp nhất đâu, nên chỉ có một câu Phật hiệu thôi, đúng không? Đó. Nên mấy bà cụ mà những đức nói, những đức nuôi, những đức kinh nghiệm, bà cụ nào chấp nhất nè, giấu đồ đạc nè, giấu cái này giấu cái kia nè, ở trong chùa tu mà cái tâm nào là dính mắt con cháu ở nhà nè, nào là gỡ cái này cái gì nhà nè, thôi thôi cái tâm này là thua liền á. Tất cả các cô trẻ, mình đã đi tu, mình ở trong đây đâu phải đơn giản. Bây giờ mình phải quyết tâm mình tu từ từ đi, rồi người thân vô đây mình độ được. Mình cứ tùy duyên đi, chân thật mà phục vụ chúng sanh, là cúng dường chư Phật đi, nhiệt tình đi. Mình ở trong đây mình không hiểu sao, mình chân thật mình tu thôi, không có tội đâu. Đó là thật sự hiếu thảo rồi đó. Lúc mình ở nhà có khi mình còn chưa quan tâm cho cha mẹ, bây giờ mình vô đây mình phục vụ cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp quá nhiều, mình chân thật mình niệm Phật đi, lợi ích thì nó lớn dữ lắm, không phải đơn giản, lớn lắm. Tín nguyện cho kiên cố, phải không? Đời này mà giảng sanh thì chấm dứt khổ đau, đời này không giảng sanh thì khổ đau triền miên. Phải cố gắng mà niệm Phật, bất cứ một sự việc gì chúng ta cũng có thể buông xuống. Có Phật hiệu nhất định phải chắc gì, nhớ tất cả cảnh duyên không trụ, chỉ có trụ vào có Phật hiệu mà thôi thành tựu. Không trụ đây là chúng ta cứ làm việc gì nhiệt tình làm xong rồi buông xuống, đủ duyên thì làm, không đủ duyên thì thôi. Có Phật hiệu thì luôn luôn trụ vào, như vậy thì thành công chắc chắn, chắc chắn là thành công. Ôi, một bà già lão bình thường niệm Phật còn thành tựu như vậy. Vậy mà nhiều vị xuất gia tu đạo là vì Phật sự mà quên đi cái sự niệm Phật giảng sanh, vì Phật sự mà quên đi cái sự của chính mình giải thoát. Quên đi, Phật nói trước chưa độ mình làm sao độ người. Bởi vì mấy bà cụ duyên phước thù thắng, thấy chưa? Những buổi học tập thì tính tâm đặc biệt nó phát triển cái tính tâm ấy, vậy nên mong đại chúng khắp nơi nghe được, cố gắng mà niệm Phật. Dù công việc lo lắng gia đình cái gì, niệm Phật là quan trọng nhất. Vì sao? Vì cuối cuộc đời của mình không có tiền bạc vật chất, nhà cao cửa rộng, tình cảm gì mà giúp được mình hết. Không có nương vào chỗ nào đặc biệt bằng nương vào nguyện lực của Phật tiếp dẫn chúng ta. Nhớ nghe quý vị, phải nhớ niệm Phật là quan trọng nhất. Hôm nay chúng ta học đến đây quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh